cái để nói đầu tiên, và chúng ta đã học cái kinh nghiệm nói và cái cách nói rất là quan trọng, đúng không? Rất là quan trọng cho buổi học đầu tiên. Chúng ta đã chỉ nhau cách nói, chúng ta đã chỉ nhau cách xử lý cái đề thi, chúng ta đã chỉ nhau cách xử lý cái thời gian nói cho hiệu quả. Và ngay từ bây giờ, thầy muốn tất cả mọi người, những bạn đang học cái khóa học của thầy, các bạn nhớ, các bạn phải hiểu được cách nói và cách xử lý thông tin. Bởi vì đề thi có thể sẽ xuất hiện đề mới, đúng không? Sẽ xuất hiện đề mới, nhưng cái đề mới đó mọi người không quá căng thẳng, bởi vì mọi người hiểu được cái cách nói, mọi người hiểu được cái cách bổ sung từng ý tưởng cho từng nội dung thì không có gì khó khăn cả. Bây giờ mình qua cái đề tiếp theo của tối hôm nay. Như vậy, mọi người thấy trên bức hình là cái gì vậy? Bức hình là rất là nhiều người, có rất là nhiều người, nào là nam, nào là nữ, nào là trai, nào là gái, nào là già, nào là trẻ, họ đang đi bộ dưới lòng đường. Và ở đây có cái đèn tín hiệu giao thông, đúng rồi, và một vài người đang đứng bấm điện thoại, đúng không mọi người ạ? Đúng không? Rồi một vài người có ba lô, một vài người có giỏ sách các kiểu. Như vậy để mô tả được cái phần hình ảnh, thầy đã nói các bạn như thế nào vậy các bạn? Đúng không? Thầy đã nói các bạn như thế nào? Như vậy các bạn phải nhớ cái kiểu nói gì ạ? Look at the background, đúng mọi người ạ? Look at the background, I see there is a gì mọi người kể ra. Đồng ý không? Vậy bây giờ mình nói thử nè. I see there are many people, men, women, young and old people. Đó, đây là văn nói mà. Yes, look at the background. I see there are many people. I see the men, the women, the young and old people. Đúng rồi. They are walking on the street, and I see some of them are using smartphone, talking with other people, I see some of them are using the smartphone and some of them are talking with other people, right? Maybe they are hurrying to somewhere. For example, going to work or going to school. Mọi người, đây là văn nói mọi người nha, không phải là văn viết, cho nên mọi người đừng bắt bẻ thầy. Đúng không? Mình đang nói về văn nói mà, đúng không ạ? Như vậy mình nói gì? Yes, look at the background. I see there are many people. I see the men, the women, and the old and the young people. They are walking on the street. And this is the walking sign. And I also see the traffic light. The traffic light here. And some of people are talking, some people are using the smartphone, and maybe they are going to work, or maybe they are going to school in the morning. Đó, thầy soạn một đường, thầy nói một nẻo, mọi người thấy không? Và đây là văn nói. Các bạn cố gắng là truyền tải cái nội dung mọi người muốn nói, chứ không phải là nói hay nói dở. Câu hỏi đầu tiên của phần 2 sẽ luôn luôn là câu hỏi về thời gian. Như vậy, mọi người không cần hiểu câu hỏi, mà tình huống của bức hình là gì? Là nhiều người đang đi trên đường, đúng không? Và có thể là đi làm, đi học gì đó, rất là nhộn nhịp, rất là đông đúc. Như vậy, cái lần mà bạn đi giữa một đám đông là khi nào? Đúng không? Ý nó là như thế. Như vậy, mình sẽ không cần hiểu câu hỏi. Như vậy, thầy cho chúng ta nói như thế nào cho hiệu quả? Mình nói à, giá sai. The time I go to somewhere, I am in the crowded place. Last night I went home from school, and the traffic lights were broken. So there were many people on the street.
There were many people on the street and I could not move. I could not ride my motorbike and I got stuck in the crowd for 30 minutes. Mình nói à cái lần đúng không? Mình nói cái lần at the time I was in the crowded place. Mình nói last night I went home from school. However, the traffic light were broken. So many people could not move on the street. And I also waited for the crowd to move my motorbike. And I had to wait for 30 minutes. Mọi người ơi, đây không phải là đáp án chính thống, cho nên đừng đợi phóng chữ bự, phóng chữ to gì cả. Đúng mọi người. Như vậy mình học mình hiểu chứ bây giờ sao học thuộc đáp án được, mọi người hiểu không? Mọi người bây giờ thầy ơi đi thi làm sao em học thuộc được, ủa lỡ ra đề mới rồi sao em? Như vậy em học được kỹ năng làm bài này à, cái lần ở giữa đám đông là khi nào à, đó là mình nói the time I was in a crowded place last night I went home from school. However, the traffic lights were broken. So many people could not ride a motorbike. And they had to wait for the traffic light to work again. And me too. I had to wait to move my motorbike. And I wait for 30 minutes. Mọi người, đó, cách mình truyền tải chứ mình đâu thể học thuộc. Mình nói là the time I was in the crowded place last night I went home from school. However, the traffic light was broken so many people. Đúng, mình không hiểu sao mình thi được. Đúng rồi. Rồi cái câu này là hỏi tại sao, đúng mọi người hả? Câu này mọi người, đây là hai cái ý tưởng, hai lý do để giải thích cho tại sao con người ta không Okay. Tại sao con người ta không thích đó? Tại sao con người ta không thích đó? Nó là what? Nó là why đó mọi người nha. Rồi, được chưa? Ok, đó là phần 2. Đúng rồi. Và phần 3, mọi người thấy phần 3, thấy cặp hình. Nha. Các bạn thấy cặp hình như thế này. Như vậy, ít nhất mọi người phải nói cái gì vậy? Look at the background chứ hả? Look at the background. Đúng mọi người. I see that two pictures. Đúng rồi. Rồi the picture on the left. I see some man. They are sitting on the wheelchair. Wheelchair là gì ạ? Wheelchair là cái xe lăn ấy hả? They are sitting on the wheelchair and I see a man in green, the man in green is towing away the ball. À, đúng rồi. In green là đàn ông mặc áo xanh, in black là đàn ông mặc áo đen. Right, đúng rồi. And the picture on the right, mọi người chuyển sang liền. And the picture on the right, đúng mọi người. Mấy người đây? Bốn người. I see there are four people, two men and two women. They are at the tennis court and they are shaking hands. Maybe they are friends and they are going to play the tennis together. Ví dụ thế. Con nói rất bình thường. Đúng bằng hà. Như vậy mọi người nhớ, mọi người cách mọi người truyền tải này. Ở tên lên, dõng dạc lên. Look at the background. I see there are two pictures. The picture on the left. Let me see. One, two, three, four.
Phải, yeah, phải 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 men, they are sitting on the wheelchairs and they are playing ball. Because I see a man in green t-shirt is throwing away the ball. And let me check on the right, let me see. One, two, three, four. Four people, two men and two women. They have a white t-shirt and white shorts. And they are at the tennis court. And they are shaking hands. They look so happy. Mình truyền tải như thế. Chứ không phải là I see there for people, two men and two women. They are at the tennis court. Mình không thể nói như thế được, mọi người hiểu không ạ? Mình không thể nói như thế được. Mọi người hiểu không ạ? Ta phải làm có một cái sự nghiêm túc như thế. Rồi, câu hỏi đầu tiên mọi người. Hôm bữa mình nói cái gì? Cái câu này dễ rồi đúng không? Mình nói là cái nếu câu hỏi có chữ benefits, nếu câu hỏi có chữ benefits, nếu câu hỏi có chữ benefits, em phải nói được, em phải nói được. À, cái cảm nhận của em ở bên trái thế nào, cái cảm nhận của em ở bên phải thế nào. Và nó khẳng định luôn là gì? À, cái thể thao trong nhà đó là bức hình bên trái, cái thể thao ngoài trời là bức hình bên phải. Bạn cảm thấy thế nào, nó có cái lợi ích thế nào khi chơi hai môn thể thao ở hai nơi như thế này. Và mình nói ha, bây giờ yes I think when we play play the indoor, play the indoor sport sport, I mean the picture on the lap, the picture on the lap, on the lap, on the lap, right? Is it exciting? Is it exciting? Exciting because we will not. We will not feel thirsty or tired. We just play under the roof. Roof là mái nhà hả? Under the roof, so we can play for a long time, right? And when we play the outdoor sport, mọi người phải khẳng định nó là bức hình bên nào nha. I mean the picture on the right. Các bạn phải nói lại cái này nghe chưa? Thầy dặn rồi. I mean the picture on the right. Is it very interesting? Because we can open our relationship. Moreover, we can feel stronger when we experience cái kinds of weather. Ý này là sao? Ý là chơi ngoài trời ấy, cái lợi ích đầu tiên đó là mở rộng được mối quan hệ này. Đúng không? Ngoài ra thì sẽ cảm thấy nó khỏe hơn bởi vì mình được trải nghiệm các điều kiện thời tiết khác nhau. Phải, các bạn nói như thế thôi, rất đơn giản như thế. Rồi, câu hỏi này nó nói gì mọi người? À, chơi game là để thắng, để thua. Bạn nghĩ sao về điều này? Đúng không? Cái mục đích chính của chơi game là để thắng. Mình nói gì? I don't think so. Is it because we play game for fun? I mean we play game to relax after work or study. Moreover, when we play game, we can have more friends, we can open our relationship, and it doesn't mean we play and we must win. Văn nói là thế thôi. Nó không nghĩ vậy đâu. Bởi vì chơi game là chơi cho vui. Và chơi game là để thư giãn sau cái giờ làm và giờ học. Ngoài ra, chơi game là để có thêm bạn bè, để mở rộng mối quan hệ. Vì vậy, không có nghĩa rằng là chúng ta chơi và chúng ta phải giành chiến thắng. Nhiều bạn nói, em không nói giống thầy đâu. Em đi thi, em nói là, yes, I think so. Because when we play game, we play very hard, we feel very tired. And when we win, we feel happy again. And when we try hard, when we do hard, and we win, we can have money.
Em có thể nói chơi game là phải thắng, bởi vì chơi game thắng thì mang lại hạnh phúc, niềm vui, sự sung sướng. Ngoài ra thắng sẽ có được số tiền, có được những huy chương là gì đó. Cái quan điểm của từng người chứ đừng nói thầy ơi đề mới. Ủa đề mới thì sao em không lo họ? Em suốt ngày em nói đề mới, em hiểu không ạ? Thay vì em nói đề mới thì em hãy đảm bảo rằng em biết cách nói, em luyện tập, em nhìn được cái cách mình nói, đúng không ạ? Rồi phần 4 mọi người, phần 4 luôn có 3 câu đúng mọi người. Phần 4 nói gì cả? Thầy nói là này, cái lần bạn đi đến công viên giải trí là khi nào? Bạn cảm thấy thế nào? Và số 3 là cái việc mà đi tàu lượn siêu tốc hay là đi những cái tàu lượn ở công viên giải trí ấy, nó sợ lắm, nó rất là khiếp sợ. Và tại sao người ta lại sợ hãi như thế? Tại sao là người ta lại sợ hãi như vậy? Cái đề này nó mới, đề này nó khó, đúng không? Như vậy nó khó thì mình mới luyện tập. Còn đi thi nó gặp cái đề dễ, mọi người phải bung lụa, mọi người nói đi. Như vậy thầy sẽ nói câu này, thầy nói gì ạ? Để trả lời từng câu, mọi người nói firstly, đầu tiên. Firstly, the time I went to the amusement park was last weekend, right? I went to the park in District 1 with my family. And we spent three hours playing some game in the park. Mọi người ơi, mình không hiểu chữ amusement park, nhưng mình đi chữ park là công viên. Vậy cái lần tôi đi đến công viên đó là tuần trước, tôi đi công viên cùng với bố mẹ tôi ở quận Nhất, và chúng tôi đã dành 3 tiếng đồng hồ để chơi game trong công viên. Như vậy thầy đã khẳng định một lần nữa, nếu không hiểu nghĩa chữ này bỏ qua, mình chỉ đi tìm cái từ nào đó mình biết mình nói. Câu số 2, đúng rồi. Secondly, I always feel very happy when I go to the park, I can relax after a day at school. And moreover, at the park, I can enjoy fresh air, so I always feel excited. Đúng rồi, em cảm thấy feel excited khi em tận hưởng được không khí trong lành ở công viên. And finally, cái câu này nó khó. Còn lại 2 câu này dễ mà. Cái lần bạn đi đến công viên là khi nào? Bạn cảm thấy thế nào khi bạn đi đến công viên? Đồng ý mọi người? Còn câu này nó khó này. Đi tàu lượn ở công viên nó rất là khiếp sợ. Tại sao người ta lại sợ như thế? Rồi bắt đầu nói. And finally, I think people are scared. Is it because they cannot control their feeling when they are on the height, right? And moreover, they think they can fall down and have some problems, so they feel scared and don't want to go rise in the park. Văn nói mà. Tôi nghĩ con người ta sợ bởi vì người ta không thể kiểm soát được cảm xúc của người ta khi người ta ở trên một cái độ cao nào đó, đúng không? Rồi hoặc là when they are on the height or when they are on the train with high speed, đúng mọi người, high speed là tốc độ cao đấy, ok. Moreover, và hơn thế nữa là họ nghĩ họ sẽ rớt xuống và họ gặp một số vấn đề về sức khỏe, vì vậy họ sợ và họ không dám đi tàu lượn ở các công viên đấy, được chưa? Như vậy
Như vậy chốt ra cái vấn đề là gì ạ? Đi thi mọi người ạ. Đi thi chắc chắn có đề mới. Có đề mới, đúng không ạ? Như vậy các bạn phải đảm bảo được cái thời gian nói, đúng không? Đảm bảo được cái thời gian nói này, và cố gắng nói nhiều ý giống như thầy giảng vậy đó, đúng không? Mà ngoài ra là gì? Chuyển tiếp cho nó mạch lạc và nó rõ ràng. Và quan trọng hơn là gì ạ? Quan trọng là gì các bạn? Câu một của phần 2 là câu gì? Là câu thời gian. Em không cần hiểu đề, chỉ cần em đưa bản thân của em vào tình huống bức hình. Và sau đó trả lời cái mốc thời gian. Được chưa? Rồi. Câu 1 của phần 3 là câu gì mọi người? Là câu How feel cái bên trái và how feel cái bên phải. Vậy em không cần hiểu đề, tự em nhận dạng bức hình và đưa ra cảm xúc. Rồi. Và đưa ra cái cảm xúc cho từng bức hình với cái sự giải thích của riêng em, đúng không ạ? Rồi ngoài ra là gì nữa? Phần 4 là sao? Câu 1 và câu 2 của phần 4 luôn là câu về thời gian và cảm xúc. Em không cần hiểu đề, em vẫn nói được về thời gian và cảm xúc. Nhưng cố gắng làm gì? Cố gắng nói dài, nói nhiều ý lung tung ra. Đúng không ạ? Như vậy, bài nói không hề khó. Câu hỏi số 2 của phần 2, cố gắng nói một hai ý. Câu số 2 của phần 3, cố gắng nói một hai ý. Và câu số 3 của phần 4, cố gắng nói bờ la la và ý nào đó. Vậy mọi người xem, cái đề nó dễ mà. Em không cần hiểu đề hai câu này luôn. Em vẫn nói được. Bây giờ mình solo cái phần 2 cho em xem. Đề số 2, đề 0.1. Rồi mọi người xem ha. Người nhé, đề này dễ nè. Hình một người phụ nữ đang đi siêu thị và xung quanh là cái kệ hàng, đúng không? Người phụ nữ đang đẩy xe hàng và tay cầm sản phẩm và cười vui. Vậy chúng ta sẽ nói như thế nào mọi người ạ? Rồi mình nói sao ta? Là mình nói ha. Thầy không soạn cái này dễ nha. Look at the background. I see there is a woman. And let me see. I think she is in the supermarket. Because around her, I see many shelves of products. And the woman is holding a shopping cart. Holding hoặc là leading hoặc là pushing, đúng không? Pushing, đúng không? Hoặc là gì? Hoặc là riding a shopping cart. A shopping cart là gì? Là cái xe để hàng, right? Là xe để hàng. And she has some products in her hand. And she looks so happy, right? And she looks so happy. She is smiling. Mình soạn đi ha. Có nhiều bạn nói em chẳng nói được cái gì thầy ạ. Em nhục quá. Look at the background, đúng không mọi người? There is a woman, and she is in the supermarket, because I see many shelves of products around her.
and she is riding a shopping cart with some brother in it and on her hand and she looks so happy and is smiling. Văn nói mình mới nói lung tung như thế này, còn Văn viết không được. Văn viết không được, viết như thế này mọi người ha. Bây giờ rồi còn đến đây mọi người thấy không, đây có hỏi thời gian, có hỏi thời gian. Vậy mình đâu có biết là lô can là cái gì đâu, đúng không? Bức hình này là gì? Bức hình là đi siêu thị đúng không, đi mua sắm đúng không? Vậy cái lần bạn đi siêu thị, cái lần bạn đi mua sắm là khi nào? Phải nói thôi, mình nói gì? Just the time I went shopping last night I went to Big C. A supermarket in my neighborhood. I walked to the supermarket and I bought something. I bought milk, I bought candies, I bought food, I bought a chicken, I bought a rice for myself and my boyfriend. Cái lần tôi đi siêu thị đó là tối qua tôi đi đến Bixi gần đến nhà tôi đó, tôi đi bộ đến đó 5 phút, tôi đến đó tôi mua bánh mì, mua gạo, mua sữa, mua đường và mua chuối cho bạn trai của tôi, ví dụ như thế. Vậy chúng ta trả lời cái câu hỏi vậy mọi người, mình nói cái gì? Câu hỏi số 1 này là một câu hỏi mà các bạn không cần hiểu đề, em chỉ cần đưa bản thân của em vào tình huống bất hình và trả lời về mốc thời gian, rồi cộng thêm vài thông tin cho nó dài dài vào là ổn thôi, đúng các bạn đồng ý chưa này? Rồi mọi người xem câu hỏi số 2, tại sao lại là tại sao? Đây, câu này thầy sẵn ha, tại sao con người ta tại sao cái việc mua sắm trên mạng nó trở nên phổ biến? Bắt đầu mình nói ha, nói gì mà I have some đúng mọi người. I have some reason to say why. Mọi người thấy không? Những câu hỏi nào là why thầy sẽ nói như thế này. Đúng mọi người. The first reason is that shopping on the internet can help people save time. I mean they can stay home and buy quickly and easily, đúng không? The second reason, đấy, đã là hỏi tại sao thì phải có được hai ý này. The second reason is that people can compare brothers online easily, to look for the prices of the same brother. Đấy, mình cứ nói thế thôi. Có hai lý do tại sao mua sắm trên mạng nó trở nên phổ biến. Đầu tiên là tiết kiệm thời gian. Những bạn lười biếng thì mình không nói rồi, có một số thánh ở nhà ăn cơm cũng đặt cái shopping online thì mình thua, đúng không? Rồi, và cái việc mà ở nhà và mua sản phẩm nó diễn ra nhanh chóng dễ dàng, đồng ý mọi người. Lý do thứ hai là con người ta có thể so sánh được cái sản phẩm, đồng ý không? Ý của tôi là so sánh giá của sản phẩm trên mạng ấy. Ý của tôi là so sánh giá, tìm kiếm giá của các sản phẩm trên mạng đấy. Cái cửa hàng này bán đôi dép 500, cửa hàng kia 700, cửa hàng kia 800, ví dụ như thế. Và hay như vậy, đó là cái lý do tại sao cái shopping online nó lại phổ biến, đúng không? Phần ba vậy chốt bức hình mình thấy cái gì đã? Một dĩa các dĩa rau hai ly nước, mình đừng gọi rau má, lỡ nó uống rau má sao, đúng không? Hai ly nước màu xanh, mà hai ly nước rau quả, mình nói rau quả như thế. Rồi bên phải là một gia đình ba người, bố mẹ và đứa con đang ăn pizza. Vậy mình nói từng bức hình ra mọi người hả? Mình nói này, look at the background. Lâu lắm thầy sẽ nói mẫu cho mọi người. Look at the background. I see
There are two bitches, đúng mọi người? I see there are two bitches. The picture on the left. The picture on the left. I see a man. Đúng không? And some food on the table. Such as tomatoes. Cucumber gì đó, đúng không? Rồi gì nữa? Cucumber phải không ta? Hay là cái gì đó? And fruit and other kinds of fruit, and I think the man is having a meal at home. Đấy, mình có nói như thế. Nói chung chung là rau củ quả. Một tí nữa mình giải thích cho. Dưa chuột, dưa le đó, cà chua đó, rồi rau diếp cá, rồi đậu hũ gì đó, tùy các bạn ha. Tùy các bạn, rồi, bước lên bên phải. And the picture on the right. I see there are three people. And they are a family. They are having a pizza, and they look so happy and smiling. Mình cứ chế ra văn nói mọi người phải đi tìm cái cách để mọi người kéo dài ra. Ví dụ này, thay vì mình nói là I see there are three people, they are a family, bạn nghe thầy nói này, banh lỗ tai, banh lỗ mũi, banh mắt ra nghe thầy nói này, nghe này các bạn. And the picture on the right, I see there are three people, a man, a woman, and a child. I think this is a family, father, mother, and the son. They are having pizza. The pizza is on the table, and they are picking the slice of pizza and to eat. They look so happy. They're smiling and they're talking. Gì đó. Thầy nói là có ba người, đàn ông, phụ nữ và đứa trẻ. Và tôi nghĩ là gia đình có ba, có mẹ và đứa con trai. Họ đang ăn. Mọi người thấy là xé ra không? Và các bạn phải xé thời gian ra. Cái quan trọng là cách mọi người truyền tải đấy. Thầy nhắc đi nhắc lại. Quan trọng là cách mọi người truyền tải nội dung đấy. Chứ không phải là nói đúng hay sai. Được không mọi người? Được ha. Rồi bây giờ tiếp. Rồi xem đây. Đấy, bây giờ câu hỏi nó đã khác. Hay nha. Đó, nó thuộc vào cái dạng nó khác. Rồi nếu câu hỏi, các bạn nghe đây ha. Nếu câu hỏi có chữ which of these, đúng không? Rồi, hoặc là which one, hoặc là prefer. Thì các em chỉ chọn một bức hình để nói. Một bức hình trong hai bức hình á. Trong tổng hai bức hình. Có nghĩa là sao ta? Ở đây có hai bức hình. Bức hình này là bức hình gì? Bức này là ăn rau củ quả đúng không? Ăn uống lành mạnh đúng không? Cái này là healthy food đúng không ạ? Cái này là ăn đồ ăn nhanh đúng không ạ? Vậy em thích ăn loại đồ ăn nào hơn và tại sao? Vậy có nghĩa là bức hình bên trái, bức hình bên phải, em thích bức hình nào hơn và tại sao? Mọi người hiểu ý thầy nói không? Như vậy thầy sẽ chọn một bức hình để nói. Ví dụ như là nói gì? I think I like to eat and drink vegetable and fruit. I mean the picture on the left. Is it because I can stay healthy with vegetable and fruit, and I don't need to worry about gaining weight or become tired after eating so much junk food, fast food. Ví dụ như thế. Đấy, thầy nói rất là chung. Thầy nói nhiều người các bạn. Tôi thích ăn và tôi thích uống rau, củ, quả và trái cây. Bởi vì ý của tôi là bức hình bên trái đấy.
bạn phải lặp lại hình trái hình phải. Bởi vì tôi sẽ khỏe mạnh hơn, đúng không ạ? Và ngoài ra tôi không cần phải lo lắng về việc tăng cân hay là trở nên mệt mỏi sau khi ăn quá nhiều đồ ăn nhanh, sau khi ăn quá nhiều thịt và nhiều cá. Văn nói là thế thôi, nhưng thầy nói kiểu khác. Bây giờ thầy nói thử bên này đi ha. Nói thử bên này đi. Nói gì? Yes, I think I like to eat fast food. For example, the pizza or fried chicken. I mean the mixture on the right. Is it because the fast food can help me to eat quickly when I feel hungry? I don't cook. I don't need to cook. I can order the food online, or I can go to store to eat, and then I go home. And besides eating the fast food, sometimes it's very cheap. I can spend little money, and I buy many things to eat. Thầy nói, tôi thích cái fast food như là bánh pizza và gà rán, bởi vì nó tiện lợi cho tôi khi tôi cảm thấy đói. Và ngoài ra ăn những cái thứ này tôi nó rất là rẻ tiền và tôi có thể tiết kiệm được tiền. Mọi người nói ngược với sự đời như thế vẫn được. Đâu ép buộc mọi người phải ăn rau củ quả đâu. Đúng mọi người ạ. Đấy, câu tiếp theo là tại sao? Đấy, được chưa? Tại sao con người ta cần phải ăn nhiều loại đồ ăn khác nhau? Như vậy, câu này tại sao, mọi người thấy tại sao không? Tại sao, đúng không? Mình nói I have some reason. To say why, đọc bỏ xuống. The first reason is that the people can stay healthy with different food. I mean they can have the enough vitamin or nutrition for their body. The second reason is that eating different food is good for stomach. People never have stomach ache if they eat differently every day. Bạn nói với mọi người ha. Thầy nói gì đó? Lý do đầu tiên đó là ăn nhiều loại khác nhau sẽ bổ sung nhiều cái vitamin và cái nutrition cho cơ thể. Lý do thứ hai là ăn những đồ ăn khác nhau thì nó tốt cho bao tử và con người ta không bao giờ đau bụng cả. Đúng không ạ? Nếu người ta ăn khác nhau mỗi ngày, ngày nào cũng quất cơm hộp, ngày nào cũng quất gà rán là đau đúng rồi. Đúng các bạn sinh viên, vậy mình ăn uống lành mạnh để mình sống lâu và mình đảm bảo được sức khỏe. Thấy được chưa? Được chưa? Đó. Như vậy mọi người thấy câu 1, câu 2, câu 1 là luôn dễ, câu hai là một câu quan điểm nào đó. Và nhớ, dù nó có khó đi nữa, các bạn cũng phải mở cái mồm ra. Xin lỗi mọi người, thầy dùng cái mồm. Mở cái mồm ra để các bạn nói. Chứ ngồi thế là hết giờ. Mọi người nghe. Rồi, bây giờ phần 4. Bạn xem phần 4. Nói gì đó? Như bạn hỏi, thầy ơi, em chẳng biết chữ etreme là cái gì. Bỏ đi, không biết, bỏ đi. Bây giờ, kể về cái lần bạn chơi, hoặc là bạn thấy ai đó chơi cái môn thể thao. Mà mình không biết cái etreme là mạo hiểm. Mình không biết cái etreme là mạo hiểm, đúng không? Mình không biết, đúng không? Bỏ đi. Hỏi số 2, cái thể thao bạn làm bạn cảm thấy thế nào? Có nghĩa là bạn cảm thấy thế nào khi bạn chơi thể thao, đúng không? Ok, các bạn đợi thầy tí nhé. Đúng như mọi người đồng ý không? Đấy. Như vậy mình không biết cái HMA là cái gì, bỏ đi. Đừng cứ cố gắng hiểu cái chữ HMA là cái gì cả. A team sport, thể thao bảo hiểm, không biết thì thôi. Bạn cảm thấy thế nào khi bạn chơi thể thao? Đúng rồi, hỏi số 3 hỏi gì á? Nói gì mọi người? Chỉ những người lớn tuổi mới được phép chơi thể thao mạo hiểm. Chỉ những người lớn tuổi mới được phép chơi thể thao mạo hiểm. Còn bạn nghĩ sao về điều này?
Đúng mọi người ạ. Rồi, để thầy thấy. Các bạn đợi thầy tí nhé. Những người lớn tuổi, chỉ những người lớn tuổi mới được chơi môn thể thao mạo hiểm. Bạn nghĩ sao về điều này? Bạn nghĩ sao về điều này? Vậy bây giờ mình sẽ trả lời từng câu ha. Firstly, the time I did some team sport. Team sport, bắt đầu mình lên giọng gì ạ? Last week I went climbing. I went climbing with my friend. We went to the mountain in Tây Ninh and climb for three hours. Rồi gì nữa? Secondly, go climbing là đi leo núi. Thể thao mạo hiểm này là leo núi. Nhiều bạn nói là em giờ em chơi đá banh luôn được không thầy? Được, em chưa biết mạo hiểm thì muốn đá banh luôn. Sao đâu, đúng không? And secondly, I always feel happy and excited when I play a team sport, đúng không? I can challenge myself and feel more proud when I can play them, right? And finally, I agree. A team sport. Because they are old enough to protect themselves, and moreover, they can have important skill to do with a good result. Đấy, mình cứ nói như thế. Chỉ những người lớn tuổi họ mới chơi được môn thể thao mạo hiểm. Bởi vì họ có đủ sức khỏe để bảo vệ được bản thân của họ. Ngoài ra, họ có đủ những kỹ năng để mà chơi, để mà đạt được kết quả tốt ba coi. Rồi, các bạn xem đề số 3 coi nè. Đề số 3 mọi người thấy gì? Gia đình 4 người, có cha, có mẹ, có hai con, và ngồi trên ghế sofa, họ nhìn cái laptop, họ cười, và sau lưng họ là cái cửa sổ. Như vậy bạn nào giúp giùm thầy xem, hello mọi người. Nói gì ạ? Look to the background. I see there are four people. I see a man, a woman, and two children. A boy and a girl. They look so happy. They are sitting on the sofa. And the woman, she is using the laptop. The laptop and the father and two children are looking at the laptop too. Behind them, I see the window, a big window. It looks so beautiful. Thế thôi. Rồi câu này. Nhiều bạn đi thi về nói với thầy là câu này không phải là câu hỏi về thời gian. Đúng rồi. Nhưng thực ra cái chữ experience là nói về thời gian đó các bạn. Kể về cái lần bạn sử dụng máy tính là khi nào. Bạn có nói về cái trải nghiệm của bạn khi bạn sử dụng máy tính là khi nào. Nhưng mà nó là một. Nó cũng là hỏi về thời gian đấy. Đúng rồi, vậy mình nói. Nói gì ạ? Yes, I used computer last night. Last night I used computer to learn English. I opened YouTube and I wear the headphone
to listen to Alice on the YouTube, and I felt very excited because it's very convenient for me to listen and to learn some new words and to practice the speaking skill as well. Vậy cái trải nghiệm đó là cái lành tôi sử dụng máy tính là tối hôm qua. Tôi dùng máy tính để tôi nghe tiếng Anh. Tôi đeo headphone lên, tôi nghe và tôi nỗ lực để mà tôi viết xuống từ mới, rồi sau đó tôi luyện tập theo nói theo những file nghe đó. Nghe rồi. Câu này, bạn có nghĩ rằng công nghệ làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn hay không? Vậy mình nói ha, mình nói à. Yes, I think the technology bring us many benefit. I mean we find it easy to update the news. We find it easy to update the news around the world. Moreover, we can live better when we use technology. I mean, we have no problem tending to the application of modern technology. À, cái công nghệ làm cho cuộc sống trở nên tốt hơn. Tôi đồng ý điều đó. Ý của tôi là chúng ta dễ dàng hơn chứ. Ý của tôi là chúng ta dễ dàng cập nhật tin tức mọi nơi trên thế giới, đúng không? Nhờ vào các công nghệ. Ngoài ra là cuộc sống ta sẽ trở nên dễ dàng hơn, và chúng ta sẽ sống lành mạnh hơn, sống khỏe hơn nhờ vào những ứng dụng của các công nghệ hiện đại. Thế đó, mình nói như thế đúng không? Đồng ý chứ nè. Rồi, phần này các bạn xem gì ạ? Bạn xem cái gì ha? Mình chỉ mô tả hai bức hình thôi. Còn cái câu hỏi đó thì dễ rồi, hai câu đó dễ rồi. Mình nói gì các bạn? Look at the background, đúng rồi, look at the background. I see there are two pictures, right? The picture on the left. The picture on the left, I see there are some men on the field, bình thường, on the field, and hoặc là at the stadium, tùy mọi người luôn, at the stadium, hoặc là từ nào đó, tùy mọi người. They are wearing red and white t-shirt, and they are playing ball, and they look so excited. Oh. And the picture on the right. I see there is a man. The man is jumping over the nhảy xa là gì ta? Nhảy xa là pole hả? Pole jumping over the pole. And the man is wearing orange t-shirt and the man is playing along at the stadium. À, mình cứ nói càng bờ la la càng chi tiết như thế điểm càng cao. Quần màu gì, áo màu gì nói ra hết. Chơi cái gì à, nhảy sào không biết là chữ pole jumping. Thậm chí đi thi em có thể nói nhảy sào luôn cũng được. Rồi em thấy những bóng đèn ở đây em nói bóng đèn luôn cũng được. Được chưa? Rồi. Bây giờ hai câu hỏi này thầy không soạn đâu ha. Hai câu hỏi này dễ mà. Câu này gì ạ? Đúng vậy. Câu đầu tiên mọi người thấy có chữ attraction thôi. Mọi người thấy có chữ đi không? Và a, mày chơi thể thao ở bức hình bên trái. Đúng rồi, chơi thể thao ở bức hình bên trái. Đó là mày chơi với nhiều người. Mày cảm thấy thế nào? À, cảm thấy thế nào? Nó có cái điểm hấp dẫn gì?
À, còn chơi bên phải là chơi của mình nè, chơi bên phải là chơi một mình nè, đúng không? Rồi cảm thấy thế nào, đúng rồi, đúng, đó là cái sự khác biệt âm hình. Rồi còn câu hỏi này nó dễ luôn, tại sao một số môn nó lại phổ biến hơn một số môn khác đó, một số môn nó phổ biến hơn một số môn khác, tại sao vậy, đúng không? Tại sao vậy, các bạn nói tại sao ra. À, nó phổ biến hơn một số môn khác bởi vì nó dễ chơi, easy to play, đúng không? Sao nữa? Và nó rẻ, nó cheap, nó phổ biến hơn bởi vì nó cheap, nó dễ dàng để mà mua được các những cái item, những item hay là những cái vật dụng nào đó để mà hỗ trợ cái việc chơi này nó dễ dàng hơn. Như vậy có hai lý do tại sao một số môn thể thao nó phổ biến hơn một số môn khác, đó là nó dễ dàng để mà chơi. Cái thứ hai là gì? Nó rẻ, không tốn nhiều tiền. Được chưa các bạn? Được chưa ạ? Như vậy mọi người phải nói, các bạn phải nói, mà các bạn phải đảm bảo các bạn phải nói được. Thầy không soạn. Thầy không soạn, mọi người thấy không? Rồi phần 4 thầy sẽ soạn. Rồi hãy kể về cái là bạn ngắm nhìn một cái tác phẩm nghệ thuật ấn tượng nào đó. Bạn ngắm nhìn cái tác phẩm nghệ thuật ấn tượng nào đó là khi nào? Đúng rồi. Câu số 2 là bạn cảm thấy thế nào khi bạn ngắm nhìn nó. Câu số 3, tại sao rất là khó để dạy cho con người ta trở nên sáng tạo, bạn nghĩ sao về điều này? Đúng không? Mọi người thấy cái đề này khó chịu đúng không ạ? Vậy mình nói sao mọi người? Firstly, the time I saw a work, mình bỏ chữ impressive, bạn không biết thôi. A work of art, mình nói gì? Last weekend, I went to Ho Chi Minh Museum, museum, and I had a chance to look at the paintings were done by Anh Cơ Hổ. They were so wonderful and so impressive. Đó, cái lần tôi ngắm nhìn cái tác phẩm nghệ thuật là cái lần tuần trước tôi đi đến Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, và tôi đã có một cơ hội để ngắm nhìn những bức tranh mà được vẽ bởi bác. Đúng không? Chúng rất là đẹp và chúng rất là ấn tượng. Đừng chỉ có bài. Bây giờ hỏi số 2. Secondly, I always feel excited when I look at the art. For example, I went to Ho Chi Minh Museum, and I felt very proud and excited and happy when looking at the painting of Anh Cơ Hổ. Đấy, được chưa? Đó, mình cứ nói như thế. Cái cảm xúc. Câu hỏi đầu tiên là cái thời gian. Nhưng mà nói thầy ơi, đi thi cái câu hỏi này em không hiểu nghĩa được. Ồ, em thấy chữ art là nghệ thuật. Nghệ thuật ở đây là cái gì? Tùy em. Em ngắm nhìn cái tác phẩm nghệ thuật là khi nào? Đúng không ạ? Rồi, câu hỏi sao em cảm thấy thế nào? Là câu hỏi cảm xúc. Em trả lời đại một cảm xúc vui mừng hạnh phúc nào đó là được. Câu hỏi số 3 là một câu khó chịu, đúng không ạ? Không thể và rất là khó để dạy cho con người ta trở nên sáng tạo. Bạn nghĩ sao về điều này? Bắt đầu mình nói ha. Nói gì ạ? And finally, I agree that people cannot be taught to be creative because it's the innate skill. The innate skill, people cannot learn to be good at doing something. Cái gì đầu tiên đó là gì ạ? Con người ta rất là khó để dạy cho con người ta trở nên sáng tạo. Bởi vì sao?
bởi vì đó là những kỹ năng bẩm sinh, những kỹ năng vốn có và có người ta không thể học để trở nên giỏi được. Ví dụ như là giỏi trong môn nghệ thuật hay là giỏi trong việc làm cái gì đó. Moreover, đúng rồi. Moreover, being creative take lots of time. And people can spend many years to become creative. Lý do thứ hai là gì mọi người? Lý do thứ hai là cái sự sáng tạo nó tốn nhiều thời gian lắm. Có người ta dành phải nhiều năm hoặc là cả cuộc đời để trở nên sáng tạo cơ. Đấy, mọi người thấy không? Như vậy đâu ai cũng có thể có năng khiếu vẽ giống như Picasso, đúng không? Hoặc là giống như Bác Hồ vĩ đại của chúng ta. Không ai làm được cả, mặc dù em được học, nhưng đó là cả một quá trình, đúng không? Đó là những năng lực bẩm sinh, những cái gì vốn có của em mà. Yeah, vậy mọi người thấy thầy đang dạy những đề rất khó chịu, là cái đề hình hai cha con đang chơi đùa với cái quả bóng trong công viên, xung quanh là cây cối và bầu trời xanh, và họ đang rất là vui vẻ, họ đang rất là vui vẻ, đúng không ạ? Đúng không mọi người ạ? Như vậy mọi người sẽ nói như thế nào? Đây là đáp án mẫu và nó không có khung sườn. Các bạn thấy không? Nó không có khung sườn, mọi người thấy không? Như vậy các bạn nào dựa vào đáp án này và thêm cái khung sườn vào giùm thầy coi. Rất là xin lỗi các bạn, khi mình đang dạy thì mình chỉ tập trung mình giảng thôi, vì nó có một cái công cụ nó record, rồi cái màn hình nó nằm bên kia, mình chỉ giảng thôi, mình ngồi mình nói thôi, cho nên đôi lúc các bạn phát biểu, các bạn nhắn cái gì mình không để ý được. Bạn nào giúp giùm thầy xem nào. Hello các bạn. Trời ơi, hồi nãy giờ mở mic cỡ này luôn hả? Rồi, các bạn chưa kỳ quá. Lớn rồi, chưa kỳ quá. Rồi, không ai nói hết. Mình sẽ nói thử nha. Các bạn cho thầy nói thử nha. Mọi người nè, bây giờ nè. Bây giờ đây là cái đáp án mẫu. Đúng mọi người, đây là cái đáp án mẫu đúng không? Như vậy cái khung sườn nó như thế này, thầy sẽ nói cho mọi người nghe thử. Được không ạ? Mình nói vậy. Look at the background. I see there are two people. I see a man and a child. And they look so happy, right? And I think they see father and the son. They are in the park. Because around them, I see many trees around them. And they are wearing the white t-shirt and jeans. They are kicking the ball. They are playing with the ball. And they are smiling. They feel so excited. Mình ngồi mình cứ lên giọng, mình cứ nói ta tươi như thế. Đừng bao giờ ngồi im. Các bạn nhớ, đừng bao giờ ngồi im và đừng bao giờ rờ từng từ cả. Nha, các bạn giúp giùm thầy các bạn nha. Rồi, ok được chưa? Câu số 2 là gì? Kind of activity do you like doing outdoor? Mọi người thấy cái đề này nó không còn là câu hỏi về thời gian. Đấy nhá. Cái đề này, câu hỏi này không phải là câu hỏi về thời gian mà là một câu hỏi riêng. Nói gì á? Cái loại hoạt động bạn thích chơi ngoài trời là cái loại gì vậy? Như vậy mình nói ha. Yes, I like to travel to many places. So I like to ride the motorbike, or I like to ride a bicycle to the countryside. For example, in the morning, I ride my bicycle to Binghua City, and there when I get there, I can play the tennis, or I can play the badminton with my boyfriend. Hey, những hoạt động bạn thích chơi ngoài trời là hoạt động nào? Tôi thích đạp xe ngoài trời, tôi thích chơi tennis ngoài trời, tôi thích chơi cầu lông ngoài trời. Đó. Như vậy câu hỏi này không phải là câu hỏi về thời gian. Đề nó đã khác rồi mọi người thấy không? Rồi, tại sao có người ta thích chơi hoạt động ngoài trời? Mọi người thấy là cái câu trả lời này của thầy nó không đi vào khuôn mẫu. Đúng là nó không đi vào cái khuôn mẫu là sao mọi người? Nó không đi vào khuôn mẫu có nghĩa là gì mọi người ạ? Có nghĩa là nó không
nó không nói là I have some reason, đúng không? To say why, đúng không? Rồi the first reason, đúng không? The first reason is that, đúng không? Đúng mọi người? Rồi the second reason is that, đúng không? Thầy không nói điều này. Thầy không nói điều này. Đúng mọi người? Như vậy thầy nói kiểu khác. Nhưng mà cái chuyện mà nếu em muốn áp tài khuôn của thầy, em sẽ nói làm sao? Thầy nói I have some reason to say why people enjoy doing things outdoor. The first reason, the people, they can open their relationship. I mean, they go out, they play, and they can have many friends. And the second reason is that, they play outdoor, they do things outdoor, they can feel stronger because they play some sport under the weather, under the rain or under the sun, and they can be more healthier, gì đó. Mọi người nhớ câu hỏi này giống như câu hồi nãy không? Tại sao người ta thích chơi hoạt động ngoài trời? Giống hồi nãy không? Đấy. Được chứ mọi người? Các bạn phải nói được. Các bạn phải nói được chứ đừng có ngồi mà các bạn nói vậy cũng được. Nói vậy cũng được. Đúng rồi. Hoặc các bạn đưa vào cái khuôn mẫu này cũng được. Thầy năng này các bạn đừng là các bạn cũng phải nói, không được ngồi im lặng. Nhé. Các bạn giúp giùm thầy nhé. Rồi bây giờ tiếp. Một người thanh niên đang cưỡi con lạc đà trên sa mạc. Lama. Camel, cái chữ này, ok, đúng không? Tùy mọi người, ok, rồi. Sau lưng anh ấy là một cái kim tự tháp. Đấy, còn bức hình bên phải là một người đàn ông đang cầm roi, đang điều khiển cái cổ xe ngựa, có những luống hoa màu vàng ở bên đường. Như vậy mọi người thấy thầy nói theo cái khuôn mẫu nó khác rồi mọi người thấy không? Thực ra đây là sinh viên của mình chứ không phải thầy đâu. Mọi người xem cái gì đó. Các bạn nói như vậy được, còn không mọi người nói theo cái ba rem của thầy cho mình nói sao ạ? Look at the background. I see that two pictures. The picture on the left, I see a man. A young man is on the llama, and in the desert, and it looks so hot. And behind the man, I see a pyramid, and the man looks so happy. And the picture on the right, I see a man is holding a whip and driving a horse wagon, and there are yellow flowers back on both sides of the road. Mình cứ nói như thế thôi, đúng không? Như vậy em nói sao cũng được, em không cần phải nói luống hoa, em nói là yes. Thầy nói thử sinh viên của mình này. Yes, I see a man riding a horse. And around the man flowers yellow, yes. The man's going to the countryside. Nói như thế có nghĩa là em đề cập đến khía cạnh, em đề cập đến từng thông tin trong bức hình là được. Chứ em không cần phải nói rõ ràng chi tiết từng câu. Các em ha, rồi câu này attraction. Và chữ D's, còn thấy không? Sinh viên của mình ấy, các bạn ấy học thầy một đường, các bạn ấy đi thi nói một nẻo. Đấy, các bạn ấy nói kiểu này các bạn, có sao đâu, kệ nó. Nhưng đã học với thầy, thì thầy nói như vậy, em how feel thế nào, đúng không? How feel thế nào ở bên trái? Em how feel thế nào ở bên phải? Vậy bên trái là gì? Bên trái là gì? Là một cái sa mạc, một con lạc đà, đúng không? Và bên phải là gì? Một cái cỗ xe ngựa. Đấy, và những bông hoa xung quanh thì em cảm thấy thế nào? Như vậy mình nói thử ha. I think when we in the desert and on the animal, I mean the picture on the left, we feel excited because we can on the animal and we feel we have the new the strange feeling, right? And the picture on the right, is it very easy, right? Because when we ride a horse, and is it normal? Because the horse, we have a lot of horse in our life, so we can do it every day. Ý thầy nói là như vậy, đi vào sa mạc, cởi con lạc đà, nó là một cảm giác nó rất là thú vị và một cái cảm giác nó mới lạ.
Còn đi bên phải, bên phải là sao mọi người? Bên phải là sao? Anh bảo là cưỡi con ngựa nó phổ biến quá và điều này không có gì nó mới lạ cả, đúng không? Và tuy nhiên nó cảm thấy rất là thú vị, thế thôi, đúng rồi. Rồi câu hỏi số 2, những con động vật không nên được đối xử như thế này, bạn nghĩ sao? Bạn nghĩ sao? Đúng rồi. Ok, rồi. Thầy sẽ nói kiểu khác, bởi vì thầy tôn trọng động vật, thầy sẽ không nói theo quan điểm của bạn này. Yes, I think we should not use the animal in this way. I mean we need to love the animal and take care of them. And they are not strong enough to do everything for us. And we also feed them enough food every day because the animal are part of our life, they can share the feeling and everything with us every day. Tôi nói là tôi không đồng ý. Chúng ta không nên đối xử động vật như thế này, bởi vì chúng ta cần phải yêu thương nó, ta cần chăm sóc nó, bởi vì nó không có đủ sức khỏe để nó làm mọi thứ cho chúng ta đâu. Đúng rồi, ngoài ra chúng ta cần phải cho nó ăn uống đầy đủ, bởi vì nó là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Nó có thể chia sẻ những cái cảm xúc của chúng ta, nó có thể chia sẻ công việc với chúng ta, chứ không thể đối xử như thế này được. Đối xử bắt nó đi giữa cái sa mạc hay là cái gì gì đó, ý là như thế. Em theo cái lập trường nào, em theo quan điểm nào, đó là chuyện của em. Rồi, phần 4. Bố mọi người ha, đấy. Bạn sinh viên này vẫn áp theo cái khuôn mẫu của thầy đã dạy, đó là gì ạ? Nói về cái lần bạn làm cái gì đó, bạn làm cái gì đó với nhiều cái sự nỗ lực. Ở số 2, bạn cảm thấy thế nào? Bạn cảm thấy thế nào? Ở số 3, tại sao con người ta cần phải lập kế hoạch trước khi họ làm cái gì đó? Đúng mọi người. Vậy mọi người coi thầy sẽ đã bán mẫu ha. Không ai nói thì chắc thầy nói nhé. Thầy nói cho mọi người nghe thử. Thầy nói y chang này. Firstly, the last time I finished something that took a lot of effort was last month. My group had to repair a presentation on Vietnam unit custom. There was little time, so we divided work for everyone and do it together. Luckily, the presentation went well. Secondly, at first, it seemed very difficult to work with others because we didn't understand each other. However, after a day or two, we discussed more and worked together smoothly. Đúng không? And finally, I think the most important thing in working is that we should be clear of our goal. Therefore, we should plan ahead to see what we should repair and how many steps should we done before we attempt it. Mọi người, đáp án này đáp án mẫu. Và đừng cố gắng, các bạn nhớ này. Các bạn nhớ giùm thầy. Đừng cố gắng nói giống thầy. Đáp án của thầy là cái khuôn, là cái mẫu gợi ý. Mọi người ha, đáp án của thầy là cái khuôn, là cái mẫu gợi ý. Và các bạn ơi, các bạn không cần phải cố gắng quá nhiều như thế ha, các bạn không cần phải cố gắng quá nhiều như thế. Nói với thầy sao mà nói được, đúng không? Thầy nói xong rồi thầy còn quên thầy nói cái gì mà. Như vậy các bạn cứ nhớ cái câu hỏi này, cái lần mà làm cái gì đó có nhiều nỗ lực là khi nào, cảm thấy thế nào, tại sao con người ta phải lập kế hoạch khi người ta làm cái gì đó nha. Mình còn sớm, mình thêm một đề nữa, nó ít ra trong cái chương trình thi, nhưng ít nhất là mọi người cũng cần phải hiểu, đúng không? Như vậy mọi người thấy ba đứa nhỏ đang chơi đá banh ở đây, đúng không ạ? Mặc áo xanh, áo cam, áo đỏ chứ hả? Mặc áo xanh rồi áo đỏ rồi, rồi mang giày và đang đá những quả banh với nhau, đúng không? Như vậy các bạn sẽ nói cái hình này ra. Rồi, câu hỏi này là kể về cái lần bạn cảm thấy năng động, bạn làm cái gì đó năng động là khi nào. Các bạn đừng dịch cụm từ là làm cái gì đó năng động là khi nào. Mọi người kể ra cái lần
bạn chơi đá banh, chơi đá banh cùng ai đó là khi nào? Đấy, được chưa? Rồi gõ này, nó là gì ạ? Tại sao chúng ta cần phải năng động? Cần phải năng động, và cái sự năng động này, nó quan trọng như thế nào đấy? Đấy, thực ra đó là câu hỏi tại sao, Như vậy thầy sẽ trả lời câu này. Thầy không mô tả hình, thầy không trả lời câu đầu tiên. Các bạn tập nói ở nhà, mọi người nói, mọi người ghi âm lại, mọi người gửi qua cho thầy xem thử nha. Mình nói gì ạ? Being active bring some benefit to people. Đấy. Rồi. The first thing is that the people always have a positive mind to work and study effectively every day. Đúng không? The second thing is that being active can help people live longer. I mean they play sport or do some exercise they are always strong to live without sickness. Đúng không? Như vậy cái sự năng động này nó mang lại some benefits, mang lại nhiều lợi ích. Lợi ích đầu tiên đó là đầu óc nó tươi tắn, tươi tỉnh để mà học, để mà làm việc hiệu quả. Lý do thứ hai đó là con cái sự năng động này sẽ giúp con người ta sống lâu hơn. Đồng ý mọi người? Đồng ý không? Đó, đúng không? Đấy, không có căn bệnh nào cả. Rồi, phần 3 mọi người xem. Đó là một thanh niên đi sở thú hay đi rừng gì đó mình không biết, có nhiều con khỉ leo trên đầu anh ấy, trên vai anh ấy, và anh ấy đang vui và đang cười. Bên phải là ba người đàn ông đang đi trên biển, có cái cành câu cá, có con cá rất là to. Ba người ngồi trên cái tàu nhỏ và cười nói. Mọi người ghi âm cái này, mọi người gửi cho thầy nha. Đây là câu bài tập về nhà. Rồi, câu hỏi đầu tiên. Bạn react như thế nào cho hai tình huống này? React ở đây có nghĩa là bạn cảm thấy thế nào trong hai tình huống này? Đó, có nghĩa là cái tình huống mà đi vào cái sở thú hay đi vào khu rừng có nhiều động vật, bạn cảm thấy thế nào? Đúng rồi. Rồi đi câu cá ở ngoài biển khơi, bạn cảm thấy thế nào? À, rồi cái câu này, thầy soạn câu này thôi. Đó là gì ạ? Con người ta có được những lợi ích nào từ cái mối quan hệ với động vật? Con người ta có được những cái lợi ích như thế nào từ cái mối quan hệ với động vật? Bắt đầu mình nói ha. I think the people can feel happier when they have some animal in their home, they can talk and share the feeling with animal every day. So it's good for them to be happy. And the second thing is that the people can help the animal to do some housework, for example. For example, the people can help the dog to protect their home. Okay, đó. Lợi đầu tiên là gì? Đó là chia sẻ những cảm xúc, những buồn vui với động vật. Mặc dù nó không trả lời được mình, nhưng mình buồn quá mình về nói với động vật, cho nên mình cũng sẽ cảm thấy nó vui. Và cái lợi thứ hai nữa là gì ạ? Đó là gì ạ? Động vật có thể giúp làm một số công việc nhà. Đúng không? Ví dụ như chó giữ nhà. Ví dụ như thế mọi người nói nó sao? Phải. Vậy câu này thầy soạn, được chưa? Những câu thầy không soạn, các bạn hãy cố gắng. Nói, ghi âm, gửi cho thầy nghe thử. Rồi, phần 4. Achievement. Hãy nói về cái lành. Bạn nói về cái lành. Các bạn cứ chờ nó không ổn rồi. Mọi người xem cái đề này nó khó đấy. Nói về cái lành, bạn giành được cái điều gì đó.
và đạt được điều gì đó của họ sao? Bạn cảm thấy thế nào? Đúng không? Họ sao bạn? Được gọi số 3 là sự thành công nó luôn tốt hơn là sự thất bại. Nó là một cái động lực, nó tốt hơn một cái động cơ thúc đẩy, nó tốt hơn là sự thất bại. Bạn nghĩ sao về điều này? Đúng mọi người. Như vậy đây nè, mình trả lời ra cũng là khuôn mẫu firstly, cũng là khuôn mẫu secondly, cũng là khuôn mẫu and finally. Vậy ý tưởng chúng ta nó phải rõ ràng. Ý tưởng, mọi người, ý tưởng của mọi người rõ ràng và cố gắng nói cho nó dài. Chứ đừng có đi thi về thầy ơi mới. Ô, mới thì mình lo mình học đi chứ. Đúng các bạn, lo mà luyện tập đi chứ. Được chứ mọi người ạ? Các bạn lưu ý giùm thầy nhé. Được ha.